Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Vâng, hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu kỹ hơn tới quý vị cách phân biệt nước hồng sâm Hàn Quốc thật và giả. Nước hồng sâm Hàn Quốc là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Ở tuy nhiên thì hiện nay lại có khá nhiều nơi bán nước hồng sâm không rõ nguồn gốc, gây hoang mang cho khách hàng. Khi sử dụng những loại nước hồng sâm giả này thì gây ảnh hưởng nhất định đến cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Chẳng hạn giống như là việc gây ngộ độc, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, gây ra các chứng như là đau đầu, chóng mặt hay là buồn nôn. Chính vì vậy mà Kiều Oanh sẽ chia sẻ kỹ hơn tới quý vị cách phân biệt nước hồng sâm Hàn Quốc thật và giả để quý vị có thể là biết cách phòng tránh ở đầu tiên thì các bạn có thể nhận biết qua logo ở góc bên này của chiếc hộp này thì chúng ta có thể thấy đây là logo của nhà bảo trợ Samsung cho sản phẩm này và điều quan trọng nhất ở phía bên này thì chúng ta có thể là nhận thấy là một chiếc logo có chữ là IAF đây là logo của diễn đàn công nhận quốc tế công nhận những sản phẩm chính hãng và được sản xuất từ đất nước Hàn Quốc này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là check xem sản phẩm đây là thật hay giả qua mã vạch ở trên sản phẩm này. Và khi các bạn check cái mã vạch này thì nó sẽ ra toàn bộ thông tin sản phẩm cũng như là xuất xứ của sản phẩm này à, và xuất xứ đi trong thời gian nào. Khi mà các bạn sử dụng sản phẩm thì hãy nhớ với một sản phẩm chính hãng là sẽ có cả mã vạch ở bên ngoài hộp cũng như là bên trong cả một hộp sản phẩm đó và với một hộp nước hồng sâm Hàn Quốc thật như thế này thì ở bên trong sẽ có là 10 chai, 10 chai thủy tinh tương đương với khối lượng là 100 ml. Ờ, các bạn nên nhớ những thông tin này để khi chúng ta mua sản phẩm thì có thể là phân biệt được đâu là sản phẩm thật và đâu là sản phẩm giả. Ngoài ra với những cách mà kiều anh vừa nêu trên để quý vị có thể là phân biệt nước hồng sâm thật và giả của Hàn Quốc thì quý vị cũng nên nhớ rằng khi chọn mua sản phẩm này thì nên mua ở những nơi có địa chỉ cửa hàng cụ thể cũng như là có cam kết rõ ràng và những giấy tờ chứng minh rằng sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ. Nếu như các bạn đang băn khoăn chưa biết mua sản phẩm nước hồng sâm Hàn Quốc ở đâu để có thể là yên tâm sử dụng cũng như là mua được những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc thì hãy ngay lập tức liên hệ với hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước hồng sâm Hàn Quốc. Hoặc là quý vị có thể tới trực tiếp địa chỉ cửa hàng chúng tôi tại số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được những tư vấn về sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Korea Shop 24 giờ với tiêu chí chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.